Yo, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Weebu Gaming. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái cuộc hành trình chinh phục cái game tựa game gọi rồng online, hay còn có thể gọi là cái tựa game siêu cấp hút máu phiên bản 2021 này. Thì mình vừa mới cày lại một cái AC mới, Vegeta. Cái con arc này thì nó mới được tầm 245k sức mạnh, vừa tầm đủ để mà đi làm nhiệm vụ Popo, nên là mình quyết định làm nhiệm vụ Popo cho anh em xem luôn. Thì đầu tiên là anh em khi mới lập nick ấy, thì nó có cho anh em một cái thẻ địa ngục ấy. Anh em cứ giữ cái thẻ địa ngục đấy và cất lại để mà sử dụng sau này khi mà đạt đủ tầm 239k sức mạnh nhá. Đạt được 239k sức mạnh rồi thì anh em có thể đi vào trong địa ngục và gọi thêm một số đồng minh, như kiểu là anh em trong vũ trụ này, anh em ở trong nhóm hay là nhóm chơi ngầu rồng nào đấy, để mà đi cùng anh em thì nó sẽ dễ và nhanh hơn. Ở đây thì có mấy cái ông hơn 1 triệu sức mạnh, 1,7 triệu cũng có, nên là cái con số 1, số 2, số 3, số 4 này nó khá là trâu, phải hơn 700k máu, tôi đánh rát hết cả tay. Nên là clip này mình tua nó có vẻ khá là nhanh, được đánh 600, ui còn đau hơn cả người trời. Mấy con trong này trâu vãi cả đái luôn. Con số 1 hơn 700.000 máu, con số 2 xem nào. Đợi chút nha, sắp chết rồi. Con số 2 mình nghĩ chắc phải gần 800.000 đây. Ui ôi, ui sụ. Ui, 6 người 750 mấy nghìn cả. Ui, trâu vãi cả đái luôn. Đại loại là nếu mà anh em muốn năm xong là với Popo ấy, nhiệm vụ Popo ấy, để mà nhận lên siêu cấp 2 ấy, thì anh em phải có một thẻ địa ngục nữa là điều chắc chắn. Nếu không thì lực đánh của anh em phải cao để mà hạ gục 7 thằng chiến binh Z ở trong này. Nhưng mà thực sự hạ được 7 thằng này là chuyện đéo thể nào đâu. Bởi vì sang bên kia gặp cái con King Color và Freezer cộng thêm cả Ke nữa thì thực sự là không thể ăn được. Bọn nó toàn hơn mấy mấy triệu máu cơ, không thể ăn được luôn. Nên là khuyên anh em là nên giữ lại một cái thẻ địa ngục để mà có thể sau này nên đủ tầm 239k sức mạnh thì đi phó bản này để mà nhận nhiệm vụ luôn. Thì trước tiên thì chắc chắn là phải vào cái nhận nhiệm vụ của thằng Popo ở bên trên rồi. Cái đoạn này chắc là nhanh quá, đánh nó lâu quá nên là mình sẽ tua qua thôi. Ok, vậy là nó chỉ còn mỗi con số 4 này. Hạ có xong con số 4 này thì nó sẽ có một cái map bên cạnh này. Đấy. King Color đã xuất hiện. Bên dưới là thằng Fizia và Sen Bộ Hung, hạ hạ hết Fizia và Sen Bộ Hung sang bên cạnh sẽ còn một cái dàn quái rất là đông và khủng hãn nữa cơ, không thể là giết được hết luôn. Còn King Color này thì 2 triệu 7 máu. Phải xịt 2 triệu 7 máu, đây là anh em trong vũ trụ của mình giúp làm nhiệm vụ cùng, mà thời gian đánh tất cả các cái con này chỉ có tầm 30 đến 25 phút thôi. Ủa trâu quá, trâu quá. Thôi 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 thôi. Thôi tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ dừng lại ở đoạn này thôi, chứ thực sự đánh đánh cái con này chắc là cũng đủ để mà chết. Anh em thông cảm nhé, mình sẽ tua qua cái đoạn này. Rồi, sau khi mà chúng ta đi xong được địa ngục lần 1 thì mình đã sử dụng cái vé địa ngục và đi thêm lần thứ hai nữa. Và nhớ là phải đi trong ngày nha anh em. Chỉ nếu mà sang ngày thứ hai thì cái nhiệm vụ này sẽ thất bại đấy. Ở đây con số 2 này chỉ còn có tầm 7.000 máu và xong. Nhiệm vụ thì anh em có thể đi cùng nhóm thì nó kể cả anh em không không đánh được chết cái con số 1, số 2, số 3 này thì là nó vẫn được chia đều thôi. Miễn là sao một trong những đồng đội của anh em hạ gục được thì đều được. Nhiệm vụ đã được nâng cấp. Gồng năng lượng đã được nâng cấp. Nhưng mà chưa phải như thế là đã học được xong đâu. Anh em còn phải thêm 236k ki nữa thì mới có thể lên được cấp độ 2 cơ. Và ok, đến đây thì clip của mình cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Nếu anh em thấy clip của mình hay thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.